Hello my friend, welcome to HD Game HD channel. I am Son Kute. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Can you help me? Like, subscribe, share video. Thank you. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi vào game và các bạn sẽ cùng mình hãy xem tới đây ten. Các bạn hãy cùng mình mở rộng một cái ô đất tiếp theo nha các bạn. Mình đã gom đủ số lượng khế ước nè. Đó, số lượng khế ước đất rồi cuốc gỗ và cọc đánh dấu, và hiện tại mình đang có là 30 giấy phép mở rộng. Nhưng mà cái ô này á nó yêu cầu mình có 10 thôi. Nó yêu cầu 10. Cái ô trong đây 15 nè các bạn. Nhưng mà cái số lượng này nó ít quá. Số lượng mấy cái này ít cho nên mình canh cái ô này số lượng nó nhiều nè, mình mở trước. Các bạn, mình tính mở cái ô này nè các bạn. Nhưng mà cái ô này số lượng nó ít quá. Mình mở cái ô này nó hơi vô duyên xíu nhưng mà số lượng nó nhiều. Đó, cái này 13 các bạn. Mình mở ô này đi ha, mình mở ô này đi. Tạm thời mở ô này đi, ít bữa mình mở ô này tiếp. Rồi, mình mở ô này, nói chung cái cảm giác mở này á rất là vui luôn các bạn. Mở nói chung nó sướng như mà lên cấp nè, rồi nâng kho nè, đó là mình rất là vui luôn. Rồi mình mở nha bạn. Rồi để mình cho cái camera này nó nhỏ lại nha. Rồi ok nè các bạn, mình mở một cái là mấy con bướm bướm nó bay ra quá trời luôn các bạn. Ủa sao lần này không thấy bướm bướm bay ra ta, kỳ vậy, cắt nó vô đi. Rồi kỳ vậy, lần này thường mình mở cái gì là bướm bướm với mấy con ấy nó bay ra một đống luôn mà sao giờ mình không thấy nó bay ra với tên ta. Rồi rất là vui các bạn, nó mình mở rồi. Nói chung mở khi nào mà tới chiếc xe này nè, tới cái máy cài này nè, mục tiêu mình lấy cái máy cài đó các bạn, để mình xem cái ô đất này coi nó mở được bao nhiêu nha. 20 luôn các bạn. Đó, cái ô này nó cần 20 cái tờ này nè, 20 cái giấy phép mở rộng luôn, khiếp. Ô này tới 20 luôn, rồi gom biết nào mới đủ. Bây giờ mình theo các bạn mình mở ô này hay là ô này, các bạn cho mình ý kiến đi. Không, chắc mình mở ô này quá, tại để ô này nó vô duyên quá ha. Rồi mình mở từ ngoài vào trong. Rồi mình cắm cú cây luôn. Ok, đàn ông còn mấy con nữa chưa ấy các bạn. Rồi các bạn, bữa hôm qua mình mới sửa lại nhà nè, có bạn nào mà chưa có tham quan thì giờ mình sẽ cho các bạn tham quan cái nhà mình qua mới sửa lại nha các bạn. Đây đó, các bạn nhìn vậy, các bạn nhìn cái nhà mình sửa vậy ok chứ bạn. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới góp ý cho mình biết, để cái chỗ nào mà các bạn thấy nó chưa có hợp lý á thì để mình sửa lại nha. Mình hy vọng là được sự góp ý của tất cả các bạn để mình hoàn thiện cái nhà mình hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng cái farm của mình xem coi chỗ nào mà nó chưa hợp lý á, các bạn hãy góp ý cho mình nha, để mình hoàn thiện cái trang trại mình hơn. Tại vì mình làm á thì theo cái cách nhìn của mình á thì nó nói chung là cách nhìn của nhiều người thì nó sẽ hay hơn của một mình đó. Cho nên các bạn mình hy vọng là các bạn hãy góp ý cho mình một cách thật lòng đi, chỗ nào mà đóng thì các bạn chê và góp ý để lại bình luận rồi mình sẽ sửa chỗ đó nha các bạn. Mấy bên đây hiện tại là mình chưa có sửa, để ít bữa cái mình có thời gian mình sửa lại bên đây cho nó đẹp hơn xíu, nói chung là cho nó hoàn thiện một cái farm của mình luôn đó. Rồi các bạn hãy để lại bình luận bên dưới góp ý cho mình, chỗ nào xấu thì các bạn cứ chê thẳng trực tiếp đi, mình không buồn đâu và mình rất là vui khi được bạn tất cả các bạn góp ý cho mình nha. Cái nào không có mình xóa, cái nào
Đó, cái nào có mình chạy luôn. Các bạn ơi, hôm nay là cái thung lũng tình yêu nó mở rồi nha các bạn. Đó, các bạn nào mà chưa có biết á thì vào nha. Vào tham gia nha các bạn. Mình đã chạy hết rồi. Chạy hồi kỳ hôm nay mình chạy hết là 1 2 3 4 rồi nè. Đó, 4 mình đã làm hết rồi. Các bạn nào, đây, các bạn hãy nhớ là thu thập làm nhiệm vụ cái vòng quay may mắn này, nguyên nhiên liệu này nè, để mình có cái điểm vé xăng. Mình chạy đây, cái vé xăng đây, đó. Đó, bạn lấy cái vé xăng từ đây để chạy những cái chạy vòng vòng đây. Cứ một ô vậy là nó tính một điểm xăng nha, một điểm nhiên liệu á. Còn ở đây á, là cái nhiệm vụ hàng ngày của mình, mỗi ngày mình có 4 nhiệm vụ đó. Khi nào mà chạy tới mở được cái đầu heo này thì các bạn sẽ test trong đây. Mình cũng có làm video test ở trong đây rồi. Các bạn vào kênh mình, các bạn mà đánh tin Ruby từ khóa là cách test bơm rồi hay D game HD là nó sẽ ra cho các bạn có mấy video test của mình á. Các bạn tham khảo trước khi mà mở nha. Mình đã hướng dẫn các bạn test bơm 100% luôn. Test là qua 3 vòng 100% luôn nha các bạn. Hiện tại mình đang thả nó. Ok. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình chạy xe các bạn. Đó đi, mấy cái này nó yêu cầu cao quá. Cái nào là được thì mình mấy cái này mà mình ấy chạy được, cái này mình cũng chạy được nè. Rồi, ok, cái nhà của mình đây. Các bạn đã mở ô đất tới đâu rồi? Các bạn đã mở được bao nhiêu ô đất rồi? Hiện tại mình mở được tới đây các bạn. Tại lúc trước mình có nghỉ game một thời gian á, cho nên mình không có mở được nhiều. Mình mới chơi lại đây khoảng được một năm á, nên mình mở được tới đây rồi. Chứ không nếu mình chơi mà 24/24 tới giờ chắc mình mở cũng gần xong rồi các bạn. Tại mình chỉ có đua ngựa. Các bạn đua ngựa nè, rồi thung lũng tình yêu nè, nó là các bạn sẽ có những cái giấy phép mở rộng để các bạn mở mấy gâu đất này nha. Rồi bây giờ nè, cái farm này là các bạn biết sao, cái farm này là để mình tập kiển phong cảnh của mình để cho người khác, người ta vào đây người ta nhìn, người ta tham quan với lại mình nhìn vào mỗi ngày để mình thấy mình không có chán. Rồi cái này là mình sẽ qua một cái farm sản xuất của mình đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục sản xuất nha các bạn. Rồi ok, cái bánh này hiện tại mình đang hết nè, mình sản xuất nó luôn. Rồi cái này là mình chạy xe được nè, đó chạy nè, xén xén xén. Rồi cái nào không có xé nha các bạn, xé. Cái nào không có là cái mấy cái xe tải này nè, không có là nó yêu cầu rồi các bạn. Đó, mình đang thiếu cái này thấy không, các bạn để ý mấy cái xe á, cái nào không có là bạn sản xuất nó nha, ưu tiên sản xuất nó. Chẳng hạn như cái này, cái bánh nào ta, để mình máy nào quên mất tiêu rồi ta. Rồi sản xuất cái này đi, để mình kiếm cái máy nào mình quên mất tiêu rồi. Tư là coi cái máy máy sandwich trứng. Máy sandwich là máy nào ta, máy sandwich đây, máy này cần 2 trứng nữa. Rồi ok các bạn ơi, thứ ngày mai các bạn, mai 19 giờ mình live stream nha các bạn. Mai là thứ bảy 9 giờ live stream, và mình sẽ tặng một hỗ trợ tặng các bạn 1000 cưa nha, với giá 1 đồng. Các bạn hãy sắp xếp thời gian mai vào xem live stream và tham gia event với mình nha các bạn. 19 giờ nha các bạn. Nó hết thì mình cái nào hết thì mình sẽ xuất đó các bạn. Cái bánh này sao nó chuyên gia nó đòi mình luôn á. Rồi bây giờ tại là một cái mình làm luôn các bạn. Rồi mình sản xuất nó luôn. Ok. Nó trứng luôn các bạn. Rồi mình sẽ sản xuất trứng kem. Ok. Tối như vậy nè. Rồi cái kinh nghiệm luôn các bạn, tối như vậy phải không? Là bạn đi ngủ, bạn không có canh được, cho nên cái nào mà bỏ thời gian, cái này như 17 phút phải không? 34 phút. Cái này 1 tiếng, nó cái giờ mình đi ngủ mình sẽ sản xuất
những cái loại nào mà thời gian nó lâu nha, đó mình sản xuất. Còn cái này hồi mình sản xuất xong mình lấy mình chạy luôn các bạn, rồi chạy luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình sản xuất, mình tiếp tục mình đi mua trứng đi, tại vì hết trứng rồi là không có sản xuất được cái gì hết đó. Có khi hả mình lên mạng hả mình thấy, mình lên báo các bạn mình thấy trứng quá thì trứng luôn, có khi hả bạn kiếm một trứng không ra luôn, có khi hả trứng nó dồn dập quá, không không thấy một cái trứng nào luôn các bạn, có khi một người ta bán quá trời trứng luôn. Nếu mình chịu khó mà mua trứng á các bạn, mua chịu khó mà sản xuất á, thì trứng một ngày mình sản xuất khoảng cả 100 cái không đủ á nha, trứng á, cái trứng gà một ngày mình sản xuất khoảng 100 cái không đủ á, nó tốn nhiều các bạn. Đến tiền mấy cái 900 này ngon các bạn. Rồi cái này là mình chạy là nó hết nè, cái sữa lắc bơ đậu phộng hết rồi, mình sẽ kiếm cái đó, hình như là cái máy sản xuất kem đây, sữa lắc bơ đậu phộng. Rồi hết chén kem, xíu mình sẽ sản xuất nó, để máy chống đi xíu có chén kem sản xuất nó. Cái ly này mình cũng đang hết rồi, mình sẽ cố gắng mình sản xuất. Rồi ok hết luôn. Đang hết nè, mình sản xuất nó trước đi. Kẹo mè đen, kẹo này ăn dính răng dữ dằn các bạn. Kẹo mè đen này là kẹo đó ăn dính răng, nó cứ dính mình chịu không nổi. Rồi ok, mình qua mình thu hoạch thằng này nè. Hôm qua bạn nào có xem video của mình á, là mình đã ra đây mình dục cái này ra, mình chưa cắt vô này các bạn thấy không. Rồi ok, ra mình làm tàu luôn các bạn. Tàu nó đang yêu cầu cái núm á, núm mối các bạn. Có các bạn nào biết núm mối không ta? Các bạn ở miền Tây á, thì chắc mình biết núm mối, còn các bạn ở miền Tây với miền Đông, miền Nam là biết núm mối. Các bạn ở miền Trung trở ra ngoài á, không biết các bạn có biết núm mối không? Có bạn nào không biết núm mối không? 90 luôn rồi. Cứ vậy cha. Yêu cầu trợ giúp mấy này đi mà. À. Rồi bây giờ mình sẽ trồng lúa, mình làm thiền nha các bạn. Các bạn có bạn nào biết núm mối không? Núm mối là tới mùng 5 tháng 5 á. Các bạn muốn núm mối là tới mùng 5 tháng 5 nó mới mọc nha. Nó một năm nó chỉ mọc có một lần đó thôi. Còn những cái mùa khác thì nó không có mọc. Các bạn nào biết núm mối thì để lại bình luận nha. Còn bạn nào không biết núm mối thì mình sẽ kiếm hình ảnh, mình sẽ hoặc là bạn lên Google bạn tra từ núm mối là nó sẽ xuất hiện các bạn. Tại vì núm mối một năm nó còn mùa mà khó kiếm lắm. Cái 90 của mình rồi 90. Trời ơi, yêu cầu dữ rồi ta. Rồi mình cho mấy con này ăn các bạn. Đó, cho mấy con này ăn là nó là có vật phẩm cho mình, vật phẩm điểm kinh nghiệm. Nói chung cho mấy con này ăn rất có lợi, với lại nó ăn á là nó tỉnh dậy, nó đi long nhong ở trang trại của mình á, nhìn nói chung nó có sinh động hơn các bạn. Y như một bức tranh á, mình vẽ thêm con cò, con chim, con chuồn chuồn, con bướm bướm vô, nó sẽ sinh động hơn đúng không. Còn mấy con này đó mình cho nó đi long nhong ở cái farm mình á, thì mấy cái bạn hàng xóm mình á đi lần qua nhìn thấy á, đi long nhong thì thấy nó cái farm mình nó sinh động hơn. Cho nó ăn đi, cho nó ăn thì nó cho mình điểm kinh nghiệm với vật phẩm nâng cấp. Ok đó, ít bữa mình sẽ nâng cấp cái kho này luôn các bạn. Ten này đủ rồi nè, cái này còn 23 cái nữa, cái này thì còn 60 đi, còn 60 cái là còn khoảng 83, vậy là mình đủ các bạn, một ngày giao dịch là đủ luôn, là mình nâng cấp đủ luôn.
Hỏi cái bánh nè. Bánh này hết nữa nè các bạn ơi. Có mục tiêu rồi. Cái bánh đây, cái bánh này mình đã sản xuất rồi, bánh này hết rồi. Ok, bây giờ mình kiếm trứng tiếp các bạn. Mạng yếu rồi. Cái lúc cần trứng thì người ta bán những cái trái cây quá trời luôn. Còn cái lúc cần trái cây thì trứng nó một đống. Ô ơi, trúng bánh nè các bạn ơi. Quá. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các bạn hãy chúc mừng mình đi chứ mình thấy vui quá, vui lắm rồi đó. Hên chứ người ta. Coi coi chắc. Quá im các bạn ơi. Đang cần luôn. Thêm thêm thêm. Rồi mời mình chỉ gom ốc béo nữa thôi các bạn. Mình chỉ gom ốc béo nữa thôi là mình đủ. Mình gom thêm 60 con ốc béo nữa là mình sẽ đủ nâng cấp lên 4250. Trời, nó hên gì đâu luôn á. Quá hên luôn các bạn ơi. Kiếm trứng mà. Kiếm trứng mà không có mà gặp gặp quán đơn. Lâu lâu đi shopping cũng hên ghê các bạn. 30 quán luôn các bạn. Không nhận hên. Nãy giờ mình quên đăng báo luôn. Đăng báo lên người ta mới biết cứu. Rồi ok. Nãy giờ mình quên đăng báo rồi, tiếp tục mình thu hoạch cái mình nè. Mình tổng kết mình cứu tạo cho mình nha các bạn. Làm nhiệm vụ mà cái cây á, nhiệm vụ tạo cái cây á rất là sướng, chỉ cần gom đủ cái cây cái mình giao nó đi à. Nhưng mà nó mình phải chuẩn bị trước các bạn. Các bạn phải chuẩn bị trước là không có đủ số lượng để giao cho nó. Nó yêu cầu những cái trái cây mà thời gian ngắn á, nhiều không mà như lúa vậy, nó yêu cầu 90 nè. Đó, rồi. Giao một ô. Ô. Hai ô. Chờ người ta cứu thì mình ôm nó. Cái này là 88 mình để làm giống các bạn, nếu mình ấy là mình hết giống. Trứng ơi là trứng. Ơi trứng à, trứng ơi trứng. Đó, được 10 núm, hên quá. Hôm nay số mình hên các bạn. Mở đất được rồi mà còn mua được mua được 30 quán đơn nữa. Trời ơi nó hên. Đây. 10 trứng rồi, ok. Hỏi 20 trứng rồi. Đủ rồi, đủ xài các bạn ơi. 20 trứng là mình đi đủ xài rồi. Mới đây mình còn có 8 bữa, mình chuyển về 60. Bây giờ mình còn có 8 mà thấy không? 8 cacao thấy không? Bữa giờ mình chuyển về là 60 các bạn, mà giờ còn có 8 thôi. Cái cacao đó bây giờ nó mình xài nó hao gì đâu hao, các bạn chịu khó trồng cacao nhiều nhiều lên nha. Mấy cái đít nhỏ mình chịu khó trồng cacao nhiều nhiều lên. Cho nó cái này đi. Rồi. Hết luôn. Hết luôn. Rồi. Cái này. Cái này chọn cái làm luôn. Cái này. Ok. Các bạn nè. Các bạn thấy cái bánh ngô không? 29 á, chứ mình xài không đủ á nha các bạn. Cái bánh ngô cấp càng cao á nó cần nhiều lắm. Kỳ vậy ta. Một cái này nữa. Rồi. Cái bánh ngô các bạn. Bánh ngô nó cấp lớn y như bánh mì vậy đó các bạn. Nó giống bánh mì vậy đó. Cấp lớn là cần nhiều lắm. Cái mà bánh này hàng hiếm nè. Bạn biết sao không? Nó làm từ cái bức táo. Mà bức táo thì làm rất là lâu. Mà làm bức táo lâu xong rồi làm ra được một cái này nữa, cỡ mấy ngày, cỡ ngày mới được một cái bánh đó. Cho nên cái bánh nó thuộc dạng vô là hàng hiếm nha các bạn. Rồi ra đây coi lúa chín chưa, mình rồi mình cào cái mình cho tàu đi. Chơi HD là
chủ yếu là vô tầng trọt chăn nuôi chăn bắt, ủa quên, tưởng nó chăn bắt hay lộn, cũng là tầng trọt chăn nuôi cho ăn rồi đánh bắt cá, có như hay đê là hàng ngày các bạn, nhiệm vụ có nhiêu đó làm đi lại hoài vậy đó cho đến hết cuộc đời và mình bàn giao lại cho con cháu. mình để mình cho tạo đi cái. Tạo đi chưa ai cứu mình luôn các bạn ơi, đến thêm chưa ai cứu, ai cứu tàu mình trơn vậy, còn một phút nữa tàu mình hết. Rồi tiếp tục mình cái này mình đang hết nè, hết luôn rồi. Bò hết luôn các bạn. Kem để xíu mình sản xuất sao. Rồi. Cà. Làm cà. Cà mình làm ít, ít miếng đi, cái mình sản xuất cái loại khác. Ở đây nhiều. Cái máy này giờ quá trời luôn các bạn. Cái máy mà một đống bánh luôn. Làm gì mà sản xuất hết. Okay. Mới giải phóng được cái kho, trời nó mừng gì đâu luôn các bạn. Đó thì mình thu hoạch tiếp. Các bạn nào mà một ngày vô nhiều lần á, một tiếng vô một lần á, thì thịt bò, bò ủa sữa bò với thịt heo á là xài vivu luôn, còn mình không có thời gian vô, cho nên lúc nào cũng thiếu sữa bò thịt heo, cho nên lúc nào mình cũng phải nhờ tới cái nít, mấy nít nhỏ của mình hỗ trợ mình mới có dư giả. Các bạn ơi, các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn xem video, xem clip của mình á, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha các bạn, để cho cái kênh mình nó phát triển, để nó có đời sức đến nhiều người hơn nha. Các bạn nào mà rảnh rỗi á thì xem video của mình á, nó có quảng cáo á, các bạn hãy xem quảng cáo giúp mình để cho mình có thêm thu nhập nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Và có ba không? Không có luôn. À, bây giờ mình sẽ đầu tiên chú bò trước đi, chú bò có không? Hết luôn chứ. Rồi ok, rồi đủ luôn. Có ai cứu tàu mình không? Cái tàu mình nó chết luôn rồi. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ trồng lúa nước nha các bạn, trồng lúa nước, tại vì lúa nước nó của mình nó hết rồi, nhưng mà trước tiên trồng lúa nước mình phải trồng cái này trước để mình quên cái là mình không có, đây nè, mình quên cái là mình không có cái để mà mình sản xuất luôn. Còn lúa nước nằm đây, 88 trồng ra được 86 87 76 các bạn. Cái nào hết nữa mình trồng nó tiếp. Hoa hồng này 4 giờ. Các bạn thấy mình đâu có trồng mấy cái, các bạn thấy mình không có trồng cà đúng không? Cà chua nè. Với dâu tây nè. Các bạn thấy mình đâu trồng với khoai tây đúng không? Không có trồng đúng không? Mình ít có trồng lắm. Tại vì mấy cái nít nhỏ của mình đã trồng hết rồi. Mình chỉ trồng những cái bông lạc giặt này thôi. Rồi ok, rồi mình sẽ chuyển về cái farm đẹp của mình. Mình để mình cho đến khách tham quan á, người ta đến người ta tham quan các bạn đó, cái người ta like. Các bạn ơi cũng nhớ like cái video của mình nha. Nhớ like cái farm mình nha các bạn. Rồi xong rồi, tàu mình nó chìm rồi, kiếm này tàu chìm rồi các bạn. Các bạn ơi, video của mình cũng đến đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn. Mình xin chúc cho các bạn, tất cả các bạn đang xem video của mình, có một ngày
và một ngày làm việc và học tập thật là vui vẻ và đạt nhiều thành công trong cuộc sống nha. Bye bye các bạn nha.